đệ tử của Đức Phật, cũng là người em của Đức Phật. Người đó tham sắc, cho nên Đức Phật tham người vợ mới cưới của mình. Đức Phật thấy rằng cái hạnh phúc nó mong manh, Đức Phật dụ cái người em đó đi tu và dẫn lên cái chỗ đó, dùng cái thần lực của mình, dùng tất cả những cái phương tiện của mình để giúp cho người em của mình thấy. Chỉ có một lần thấy thôi thưa quý vị. Cái sự thuyết phục đó mà khiến người em của mình tinh tấn tu hành và đạt thành thánh quả. Quý vị có muốn mà có một người dẫn đến không thưa quý vị? Dẫn đến cái tòa lâu đài đó không? Nếu muốn thì quý vị cứ thực tập như thế này, thì một ngày nào đó cái ánh sáng đó nó sẽ lé lên. Cái thấy đó nó chỉ có ở một mình thôi thưa quý vị, chứ không ai chỉ được đâu. Cho nên ở trong kinh Tăng Chi hay Tăng Nhất A Hàm nào đó tôi có đọc qua, Đức Phật nói pháp môn niệm Phật, đây là pháp môn thù thắng, dẫn đến thanh tịnh cho tất cả mọi người, diệt khỏi ưu não, diệt trừ ưu khổ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là pháp môn niệm Phật. Khi mà niệm Phật thì cái tâm của chúng ta như thế nào? Nó sẽ được định tĩnh, thì cái hạnh phúc đó nó có mặt ở nơi cái tâm định tĩnh đó thưa quý vị. Cái hạnh phúc chân thật đó nó có cái tâm, nó ở trong cái tâm định đó, cái tâm nhất tâm bất loạn đó. Hồi nãy tôi nói là hạnh phúc chân thật là gì? Hạnh phúc chân thật là nó không bị chi phối bởi vô thường, nó không chi phối bởi cái sự mà sanh già bệnh chết. Quý vị có thấy đúng không? Tại vì sao? Chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ biết rằng với cái thân mạng như thế này, nó có thể tồn tại trong thời gian, có những người được sống thọ có thể 80 năm, 100 năm. Nhưng mà cái giá trị hạnh phúc đó chúng ta đã ươm vào trong cái tàng thức đó, đời nào chúng ta cũng có được cái hạnh phúc đó mà thôi. Đời nào chúng ta cũng có được cái hột giống thiện đó. Chúng ta sanh bất kỳ nơi nào thì cái hạt giống đó nó vẫn theo mãi bên mình. Nó sự biểu hiện ra, biểu hiện ra gì? Cái đời sống thánh thiện của mình. Như vậy có phải hạnh phúc lâu dài không thưa quý vị? Còn nếu mà chúng ta cái hạnh phúc đó nó mong manh, bởi vì sao? Nó xen lẫn tất cả những cái hạt giống bất thiện, thiện bất thiện, thiện bất thiện, nó đi vào trong cái tàng thức của mình, thì gặp duyên thiện thì nó biểu hiện ra cái hạnh phúc, gặp duyên ác thì nó sẽ phá cái hạnh phúc đó, nó biểu hiện ra cái sự bất hạnh. Mà khi mà cái tâm của chúng ta nó định tĩnh rồi thì nó còn cái hột giống bất thiện nào trong đó không? Khi cái tâm của chúng ta nó định rồi thì cái hạt giống bất thiện đó nó sẽ không có mặt. Tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện thời của Đức Phật. Có một ông già, ông bị mù. Mà khi đó con của ông á, trước khi nó đi làm ruộng á, hay là nó đi đốn củi đốt than gì đó, thì nó nấu cơm nó để dành cho ổng ở trong chiếc mơ câu á, một phần. Và một phần nữa thì nó nói rằng ba ở nhà khi có những vị sa môn nào đó, ba cứ đem cái phần cơm đó cúng dường cho vị sa môn đó. Thì cứ thường ngày nào ngày qua tháng lại, ngày nào cũng như ngày đó thôi. Hôm đó may mắn Đức Phật đi ngang qua nhà của ông già mù đó, thì Đức Phật ngày đi ngang qua thì ông già mù đó, ông cũng nghĩ là một sa môn bình thường thôi. Ông nói rằng vị sa môn, con của con nó có để một phần ăn ở trong cái tủ đựng đồ ăn đó, thì ngài hãy vô ngài mở ra rồi ngài lấy. Chứ tại vì ổng mù mà. Thì Đức Phật ngài cũng vô ngài mở tủ ra ngài lấy một phần cơm.
Bình thường á, ngài đi khất thực á thì ngài đem về tịnh xá mà dùng. Mà hôm nay á, Đức Phật ngồi tại cái nhà của ông già mù đó và thọ trai luôn. Thọ trai xong thì Đức Phật trở về tịnh xá. Thường thường Đức Phật thuyết kinh, nhưng mà lần này Đức Phật không có thuyết kinh, ăn xong rồi trở về tịnh xá. Thì có một nhà hàng xóm họ nói rằng: ông già mù ơi, ông có biết hồi nãy đó là một vị sa môn nào không? Nói tôi không biết, thường thường là các vị sa môn ngày nào cũng đi ngang qua nhà tôi hết. Thì lúc bây giờ cái người hàng xóm nói: Đức Thế Tôn đó ông, Đức Phật đó ông. Khi mà ông nghe như vậy, cái tâm của ông đó, nó đã đi vào cái sự giống như một cái sự niệm Phật, mà nó đã trong một giây phút mà nó đã lấp đầy trong cái tàng thức của ông già mù đó, thưa quý vị. Trong một giây phút thôi. Thường thường mình niệm Phật một ngày nhược nhất nhược, nhị nhược nhược, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày được nhất tâm. Ông chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thưa quý vị, chỉ nghe thôi, vậy mà câu niệm Phật đã lấp đầy trong cái tâm của ông rồi, thưa quý vị. Thì lúc bây giờ điều gì sẽ xảy ra với ông già đây, thưa quý vị? Cái niềm vui mừng của ổng kéo dài 3 tháng, 6 tháng và mãi mãi, thưa quý vị. Lúc bây giờ, cho nên á, mình đứng về cái mặt nhìn, cái nhìn của cái các nhà thiền học, cái nhìn của cái pháp môn thiền. Mà khi mà cái đối tượng nó đã đi vào, nó gián đoạn cái dòng tương tục của cái tâm thức đó, nó gián đoạn cái dòng hữu phần đó, một tấc hành tâm sẽ di chuyển và làm cho cái tâm này nó được an chỉ và nó chuyển tánh, nó trở thành đạo và quả. Thì cái người đó trong một tích tắc thôi, vậy mà cái tâm nó biến đổi hoàn toàn, trở thành một con người mới, thưa quý vị. Điều đó quý vị có tin không? Thực tế đó, thưa quý vị, thực tế, thời Đức Phật đã thực tế như vậy. Cũng giống như nàng mục nữ mà dâng bát sữa cho Phật lúc mà ngài tiều tụy, người đó cũng đi vào cõi trời. Sau khi mà làm được một việc như vậy thì người đó không bao giờ rơi vào ác đạo. Rồi cũng như ông Thuần Đà là dâng cái nấm mộc nhĩ cho Đức Phật ăn một lần sau cuối để Đức Phật nhập Niết Bàn, người đó cũng được hạnh phúc và cũng được hạnh phúc lâu dài. Bởi vì cái hành động đó cũng giống như là một cái viên kim cương, một cái viên minh châu mà có thể nó đánh tan tất cả những hạt nước dơ bẩn ở trong một cái con sông. Nó lắng tất cả những cái cấu ế mà nó chỉ biểu hiện một cái sự trong suốt màu nhiệm mà thôi. Do đó mà Đức Phật không thuyết pháp. Vậy mà ông già đã được thanh tịnh khi nghe Đức Thế Tôn đã đến nhà mình và ăn. Thì lúc bây giờ tâm của ông sẽ biến đổi hoàn toàn. Cái niềm tin nó được vững chắc và cái lộ trình tâm nó đã chuyển hướng theo một cái giai đoạn là đạo và quả, chứ không có rớt xuống cái hữu phần như mình đâu, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên cái góc nhìn của những nhà phân tích học đó, cái nhìn của những nhà phân tích học, thì khi mà chúng ta niệm Phật một cách lơ là thì cái tâm của mình nó sẽ di chuyển trong 7 sát na, rồi 8 sát na, rồi nó chìm xuống hữu phần. Nó chìm xuống hữu phần là kêu là gì? Là cái sự quên lãng của mình, là cái bản năng của mình, là mình không có đi vô định được. Tại vì cái sự niệm Phật của mình nó không có được quy tụ, thân khẩu ý của mình nó không được quy tụ, do đó mà nó chìm xuống cái sự quên lãng, rồi tiếp tục mình niệm Phật tiếp. Mình niệm, cho nên cái niệm của mình nó không đặt trên nền tảng của chánh tinh tấn và sự nỗ lực. Cái niệm nó phải có cái sự tỉnh thức, nó có phải có sự tinh tấn và nó có sự quy tụ của sáu căn.